Chị nhớ nghe, người Phật tử vai trò cao hơn quân tử. Bây giờ quý vị coi lịch sử, quý vị thấy quân tử người ta cũng là danh lợi, công danh, sự nghiệp. Dù nhiều người quân tử, người ta cũng phải cầu công danh sự nghiệp của cuộc đời người ta. Còn người Phật tử, mục tiêu học Phật là gì? Là giải thoát. Phải không? Giải là gì? Giải là hiểu được vô thường. Hiểu được cuộc đời này vô thường. Một viên thuốc Phật Pháp là một viên thuốc giải. Để giải, để cho nhìn được cái vô thường, dù có giàu sang phú quý, đất đai cò bay thẳng cánh, của cải danh tiếng lớn cỡ nào, nhưng một ngày nào chúng ta chết đi, vô cái quan tài có chút xíu, chôn ở dưới đất thì miếng đất nhỏ xíu xíu, còn nếu đi thiêu thì một hũ cho tàn. Đây là giải cái sự hơn thua đấu đá. Ở cái cuộc đời này cạnh tranh hơn thua đấu đá. Giải. Thoát là gì? Thoát là mở sợi dây chối buộc khổ đau. Nhiều phương diện khổ đau buộc ràng chúng ta. Cầu không được khổ, có được rồi mắc khổ, đúng không? Trẻ rồi bây giờ bệnh đau bất tử khổ. Sự nghiệp đang có tự nhiên mắc hết khổ. Quá nhiều phương diện khổ. Thoát là thoát được chỗ đó. Đúng không? Nhiều người ta nói rằng bây giờ tu giải thoát là chừng nào chết rồi giải thoát, hoặc là thu thần tịch diệt giải thoát. Đạo Phật dạy chúng ta giải thoát hiện đời. Giải thoát hiện đời. Bạn trong mỗi một cương vị sống bằng học Phật, Phật Pháp không có lỗi thời. Phật Pháp nó còn đi vượt thời đại phát triển. Quý vị coi Đức Phật khi còn tại thế, nhà khoa học phải khâm phục Đức Phật, vì thời điểm chưa phát triển khoa học, chưa phát triển gì hết, mà Đức Phật Ngài đã nhìn được một cái bầu thai trong bụng mẹ là hội tụ nhân duyên như thế nào. Quý vị tụng trong kinh Du Lan coi phải không? Tháng đầu sao? Tới tháng thứ 10 sao? Quý vị coi, có nhà khoa học nào mà có thể thí nghiệm ra mà đạt được như Phật Thích Ca Mâu Ni không? Đúng không? Sau này nhà khoa học phát triển, dùng kính hiển vi mới nhìn được trong nước có bao nhiêu loài vi khuẩn. Nhưng Đức Phật khi còn tại thế đã nhìn rõ ràng trong nước có bao nhiêu loại vi khuẩn. Nên người tỳ kheo khi đi thọ giới, họ có một cái lược để lược nước xong họ mới uống. Nguyên lý là vậy đó quý vị. Thì quý vị thấy cái đạo Phật nó vô cùng là hiện đại. Nên Phật Pháp mình học mà mình đi lùi lại thời đại là quý vị học sai. Nên người học Phật mà hoàn toàn tin vào khoa học thì người này không bao giờ đạt đến trình độ giải thoát của Phật Đà. Chắc chắn như quý vị. Vì cái tầm quan trọng của Phật giáo, nó đã đi đến con đường giải thoát từ gần 3.000 năm về trước rồi. Nó đã hiện đại quá rồi. Thì làm sao có cái chuyện đi lùi lại tới bây giờ quý vị. Nên chúng ta học Phật luôn luôn là hiện đại. Nên người hiền học Phật, quý vị về đây quý vị thấy có cái gì những đức hướng dẫn quý vị mà nó bị quê mùa hoặc là nó bị tồi túng bó buộc đâu. Đúng quý vị. Những đức chưa bao giờ nói một cái điều gì quý vị là tội nghe. Cái văn tự này không nên dùng nhiều. Có nhiều người, người ta không tu hành gì mà người ta còn loại bỏ đi những văn tự tiêu cực. Người ta lấy toàn là văn tự tích cực để người ta áp dụng ta sống. Nhưng đạo Phật rất là hay nghe quý vị. Người ta dùng văn tự tiêu cực để phát triển văn tự tích cực. Cái này mới cái đặc sắc. Cái trí tuệ của Phật là gì đó quý vị. Nó nên quý vị về chùa đa dạng căn tính. Những đức đâu có nói tội đâu. Có nhiều người Phật tử nói: thầy ơi, con đi đến chùa thầy con á, dạy á, ngồi trước chánh điện mà thẳng chân ra tội. Mà sao về đây con không nghe thầy nói vụ này? Những đức nói: chùa của thầy cô được bao nhiêu người? Thì cổ nói: dạ được 50 người. 50 người thì ngồi thoải mái quá nên cô thẳng chân thì cô có tội.
Còn chùa này 20.000 người, 30.000 người. Ngồi chặt quá thì làm sao cho Phật tử thoải mái một chút mà tu, chứ làm gì tội. Quý vị đó, nên quý vị thấy nếu như học Phật mà chết văn tự thì ai mà dám đến học Phật với quý vị. Ngày xưa chưa học Phật thì không thấy cái gì là tội, nhưng vô học Phật là tội quá nhiều, giết sợ nghỉ học. Nhiều Phật tử gặp Như Đức nói rằng: thầy ơi thầy, con đến chùa, có những ngôi chùa dạy rằng đi đến chùa mà ăn uống là thiếu nợ. Vậy là sao hả thầy? Những Đức nói: vì chùa đó thiếu gạo. Nguyên lý là vậy thôi. Chùa này thiếu gạo mới bị cố tình ăn. Thì quý thầy quý sư cô trong đó không có ăn, quý thầy quý sư cô chết queo hết trơn, quý vị có tội là phải rồi. Đúng quý vị à, còn chùa này gạo nhiều mà thật lòng nấu cho quý vị ăn, mà quý vị không ăn, quý vị có lỗi. Những Đức không nói câu có tội mà nói có lỗi, mà có lỗi cũng tệ rồi, đúng không? Phải ăn, đúng không? Quý vị biết rằng Hòa Thượng Tiên Hóa, ngài là bậc cao tăng tu tổng trì, ở trong ngôi chùa có một vị tu thiền này khi nhập định thì tự nhiên ông tóc lên, ông la lên, ông la lên mà ông đụng đầu vô trong cái nhà rầm 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 rầm. Thì Hòa Thượng Tiên Hóa bước vào nhìn cái này, đời trước đã là một con trâu mà đời này tính trâu đó còn phát triển nữa sao? Thì mọi người hỏi Hòa Thượng Tiên Hóa: vì sao ngài nói câu như vậy? Đây là bậc thiền sư mà. Nhưng đời trước ông là một con trâu ở trong chùa, cài đắt ở trong chùa. Từ nơi cái duyên đó mà khi bỏ thân trâu tái sinh lại một con người xuất gia trong ngôi chùa này. Vậy thì quý vị đi đến chùa này, quý vị ăn cơm, quý vị thiếu nợ chùa này, đời sau quý vị về đây làm sư cô. Quý vị trả lại, hiểu không? Nó nên quý vị nghe vậy thấy nó thoải mái chưa? Quá là thoải mái luôn mà. Nên từ nơi đó đi về chùa mình, Đức nói một câu gì nè: ăn nhiều thì phước nhiều, mà ăn ít thì phước ít, mà không ăn không có phước. Tha hồ mà ăn đi, có gì ăn hết đi. Người ta Phật tử người ta đem đồ lên cúng dường, có gì đem ra ăn sạch hết đi. Hôm qua bánh mì quý vị, bánh mì nó non, nó bị ảnh hưởng, đúng không? Bữa nay Nhật Đức cho mấy cô đem một cái lọ bánh mì, Nhật Đức bắt nó đi nướng lại, hiểu không? Nên khi cúng dường phải cẩn thận. Khi cúng dường không cúng thì thôi, mà đã cúng thì cúng đồ ngon. Đúng quý vị? Quý vị thấy mỗi tuần thứ bảy nghe, quý vị về đây nghe, Những Đức đều nấu đồ ăn với quý vị, là Những Đức kêu phải nấu đồ ăn ngon. Nhớ nghe quý vị, đã cúng dường thì đừng bao giờ lấy cái đồ hết hạn cúng. Bộ thầy chùa không biết ăn ngon thì sao mà. Lâu lâu người ta dán nước ngọt lên đống 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 là cúng. Những Đức kêu coi thử coi thời hạn bao lâu. Còn 10 ngày. Quý vị ơi, cúng trước khi thời hạn còn dài thì phước quý vị sẽ dài. Hiểu chưa? Vì cúng thời hạn ngắn quá phước ngắn, còn cúng hết hạn thì có lỗi, gán chịu nghe. Lỡ người ta ăn uống ta đau bụng thì sao? Đúng quý vị? Người ta cúng dường cho thầy mà người ta còn bỏ vào bao lì xì mớ, hiểu không? Tại vì sao? Vì quý trọng một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Đúng quý vị?
Không lẽ bây giờ quý vị đem tiền lên cúng dường cho những đức đâu phải những đức xin quý vị đâu. Không lẽ quý vị đem tiền lại quý vị cúng, quý vị đem lại nè, ăn giọng vậy ăn đi. Quý vị cúng kiểu đó, thấy không? Thì thôi mình nói thôi kệ, kết duyên với người ta, cảm ơn. Mặt chai mài đá không cần suy nghĩ tới nhiều, thấy không? Nó là bằng tăng, chữ bằng gọi là không còn ngại ngùng gì hết quý vị. Người ta mới dùng chữ bằng. Nên người tu hành dù có điều kiện cỡ nào cũng gọi là bằng tăng. Chữ bằng này không phải là nghèo, mà bằng là kiên nhẫn. Hiểu không? Không làm cái gì để lãnh lương, nhưng mà người ta đưa tiền, người ta cung kính, người ta đưa là dối tay nhận bình thường. Vì sao? Vì nhẫn nại mà nhận để làm việc cho chúng sanh. Hiểu chưa? Nên cúng sao cũng nhận hết chứ, ngu gì không nhận. Hiểu chưa? Nên đạo Phật trí tuệ mà dạy gì không nhận. Người ta làm cực còn hơn mình, còn liện tiền xuống á, thì đâu có cực bằng họ làm. Nên mình chỉ cần dối nhận cái thôi, đâu có cực bằng họ làm đâu quý vị. Nên có nhiều người ta cúng dường á, người ta cũng tội nghiệp người ta là vì sao? Người ta cầm tiền lỡ cúng. Nên bản thân người ta phải có một bằng chứng gì cúng gì, người ta cũng sợ người khác nghi người ta. Nên người ta kêu mình cầm, người ta chụp hình, mình nói chụp đi. Thấy chưa? Tại vì sao? Vì mình nhận mà để làm phiền người ta làm chi? Lỡ mình mà hại người khác thì đừng nên làm. Đúng quý vị? Bằng tăng là như vậy đấy, chứ không phải thiếu tiền. Chứ không phải là khổ mà nói chữ bằng đâu quý vị ơi, là quý vị. Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, nếu như Đức Phật mà nghèo vậy, tại sao Đức Phật dạy quý vị giàu sang? Đúng không? Tam bảo là thu gom tặng hư không khắp pháp giới, mà do gì người ta không thích xài thôi. Đúng không quý vị? Cái làm gì không có tiền, người ta đem tiền người ta làm việc cho chúng sanh thôi. Cái này là 100%. Nếu như quý vị thật sự tiếp nhận giáo pháp của Phật thì thưa với quý vị sẽ không bao giờ nghèo. Người mà giàu tiền bạc mà nghèo tình nghĩa thì con người này không bao giờ mà giàu lâu. Đúng không? Có người nghèo vì tiền bạc mà đầy đủ tình nghĩa, con người này sẽ thịnh vượng lâu dài. Chắc chắn với vị luôn. Mà đạo Phật là dạy tình nghĩa. Thí dụ như chúng ta đến với nhau đi, giàu nghèo thì chúng ta cũng đến với nhau nhiệt tình tặng đáy lòng. Giàu nghèo thì đi đến đây cũng tặng cho một cái đèn bông sen. Đúng quý vị? Chứ đâu phải giàu mà được hai cái đâu. Ngọc Danh hay là Hoa hậu Kim Thoa cũng người có một cái, chứ đâu phải là hai cái. Nên mấy anh em có chuẩn bị mỗi người cái đèn bông sen, chúc mấy anh chị ca sĩ hát, mỗi người phải đem về một cái đèn bông sen, món quà của chùa. Quà ý nghĩa lắm á nghe. Dẫn đâu mấy anh chị này, anh Thiên Vĩ gì hả? Thì bây giờ để thêm cái máy nghe pháp nữa, ở nhà còn mẹ cha vậy đó, gỡ cho cha mẹ của mình. Biết đâu những bài giảng như Đức đơn giản giúp cho cha mẹ mình được nghe Phật pháp, để cha mẹ mình vui. Đúng không? Nên mấy anh em nên chuẩn bị nghe, chuẩn bị giùm những Đức nghe. Rồi đem vô đây vài phần quà. Cái duyên thật sự với quý vị rằng là các anh chị ca sĩ đến chùa mình hát nha quý vị, hoàn toàn thiện nguyện, không có nhận bao thư một cách. Người ta đi đến nơi khác hát là đúng giờ lên hát một cái, hát một cái xong ta bước ra nhận bao thư đi về liền, vì đi xô chỗ khác. Kiên đi đến chùa mình còn ngồi nghe những Đức giảng phải bỏ bao nhiêu thời gian, nghe giảng ngồi nóng nực không có nước uống luôn. Vì sao? Vì tạo phước duyên mà quý vị. Những Đức chưa uống nước sao quý vị dám uống nước? Hiểu không? Để đây mà chưa uống. Hiểu không? Nên quý vị biết rằng khi mà mấy anh em gót nước thì những đức kêu gót ít ít thôi, để người ta uống cái hết, chứ đừng có gót nhiều mà uống giữa chừng còn dư để cho ai uống bây giờ. Hiểu không? Có người ta uống nhưng mà mình đừng có làm gì, mình ăn thừa ra làm chi. Nên mình đã nghe đạo rồi,
Mình có tiền bạc nhiều, mình đi vào trong nhà hàng quán ăn, mình kêu đủ ăn thôi, đừng kêu nhiều. Thà mình kêu vừa ăn nhưng mà ăn xong mình bo cho người phục vụ còn có ý nghĩa hơn. Đó mới là sành điệu quý vị. Còn kêu nguyên một mâm đồ ăn, gấp mấy đũa bỏ hết trơn mà không bo cho nhân viên một cắt, bước ra nó vào mà keo. Hiểu không quý vị? Thà mình vô mình kêu một tiêu tô hủ tiếu, một miếng đồ ăn ít xịt thôi, ăn đủ ăn hết trơn, húp nước luôn, ai cừ kệ người ta. Xong rồi trả tiền, kẹp vào giấy, gỡ cho em vài trăm ngàn uống cà phê luôn. Đúng không? Mình mà như vậy thì mai mốt mình vừa bước vô một cái là em bước ra liền. Mời anh thằng ơi, mấy ngày nay sao không thấy anh đến? Đi đâu cũng pháp viên thù thắng hết quý vị. Phật nói bố thí nhiếp, quý vị mà rộng rãi đúng nơi đúng chỗ thì pháp viên quý vị cực kỳ thù thắng. Đúng không? Bước vô một cái là gì? Đem cái món đồ ăn ngon tươi nhất đem ra cho anh. Tại vì anh này sợp. Đúng, đúng vị trí quý vị. Để mà mình rộng rãi. Thấy không? Chứ đừng kêu nguyên mâm đồ ăn chi gấp mấy đũa bỏ quý vị. Ngày xưa nhà Đức làm nhà hàng mà. Khi mà người ta ăn quý vị. Người ta ăn dư lụm lại. Chiều anh em ngồi ăn. Tại giờ đi mình đi ăn đồ ăn khác thì có tốn tiền. Nên ta ăn thừa dư, có khi ta nhiều người ta không hiểu, ta liệng giấy vô đồ ăn. Nên bản thân mình lụm mấy cái nạc lại. Rồi mình để cục đó, rồi mình đẩy lại chiều anh em đi làm công cùng ngồi ăn chung. Nên trong lòng mình nói, lúc đó nghe mình nói một câu này nè, mấy thằng nhà giàu này ăn mà dơ quá. Mình chửi vậy đó quý vị. Bây giờ mình tu mình mới hiểu được nguyên lý. Thì ra khi mình ăn cả một cái tờ giấy, cả một cái đôi đũa, một cái muỗng ăn xong để cho ngay ngắn đàng hoàng. Có khi những cái chén mình ăn xong mình còn sắp lại để cho người phục vụ dọn dẹp, đỡ cực. Cái hành động đó gọi là cái hành động nó rất là khéo léo để mà tu phước duyên quý vị. Hiểu không? Quý vị nghe những điều này xác thực không quý vị? Quá xác thực luôn đúng không? À, đó, chứ đừng có ra vẻ giàu sang ha. Mà phí phạm của cải nha quý vị. Hết phước á. Nè. À, khi chùa mình tổ chức những chương trình lễ hội này là cơ hội cho quý Phật tử tu phước duyên đó quý vị. À, cơ hội cho những vị trưởng đoàn dẫn ta đi tu phước duyên nè. À, cơ hội cho rất là nhiều người khắp nơi nơi phát tâm, có khi bao tiền xe cho người ta đi tu, cũng là tu phước duyên nha. À, cơ hội về đây nghe pháp tu phước duyên, cơ hội cầu an cầu siêu cho người thân của mình tu phước duyên nhiều quá nha. À, cơ hội cho chúng ta thấy thì ra là nhiều người đi tu vậy mà nhiều người họ cũng giàu sang khá giả cũng đẹp nữa mà họ đi tu. Có nhiều người ta nghĩ rằng mấy người đi tu là mấy người già sắp chết quéo thì mới đi tu. Bây giờ vô đây thấy nhiều người trẻ đồ, người ta cũng giàu sang mà người ta đi tu. Thì cơ hội cho quý vị nhìn ra là à, đạo Phật hay ha, nhiều người tu vậy. Rồi nhiều người trong đây cũng có những tôn giáo như Thiên Chúa giáo, người ta cũng là đây nghe pháp niệm Phật. Có những như là Cao Đài giáo, rồi Phật giáo Hòa Hảo, cũng có những người trong đây hết. Rồi có những người không có đạo nào hết, thờ ông bà thôi, cũng vô đây nghe pháp và tu tập. Cơ hội cho chúng ta tu phước duyên quý vị. Bữa nay là ngày thứ ba của ba ngày chúng ta tổ chức Đại Pháp Hội lễ viết Đức Phật A Di Đà. Đây là một cái pháp hội gọi là cực kỳ lớn. Để cho mọi người chúng ta thấy rằng pháp môn Tịnh Độ quá đặc biệt thù thắng. Mỗi một căn tính đều về đây cùng tu chung được. Dù quý vị là ngủ không được nhiều,
Ví dụ như ăn cũng chưa được no gì mấy đi, no không? À, cũng no ha. Nhưng ngồi chặt chội thì nóng nực chút, nhưng mà nên dùng bốn chữ từ bi hỷ xả. Khi bị phát lên bốn cái chữ này từ bi hỷ xả nghe, từ là ban vui, bi là cứu khổ, hỷ là quan hỷ, xả là buông xuống những cái không vừa lòng không vừa ý, thì tức khắc cái từ trường nó kết lại là một cái thiện tâm. Quý vị sẽ cảm giác mát mẻ thoải mái dữ lắm quý vị. À, rồi nó tích tụ nguồn năng lượng nghe, ti thăng á thì có khi nó mỏi một chút đó, nhưng mà quý vị sẽ tích tụ được nguồn năng lượng rất là cao từ tâm quý vị à. Đó, có nghĩa là mình rất đủ duyên nghe quý vị, mình về đây mình dự được 3 ngày đại pháp hội lễ viết Đức Phật A Di Đà. Có nhiều người ta đã chuẩn bị đi rồi đó, vậy mà tới ngày cuối cùng bị trở ngại đi không được. Mình là đi được là đầy đủ phước duyên lắm nghe quý vị. À, như Hòa Thượng hôm qua ngài nói rằng á, giờ này chúng ta đang bao nhiêu người niệm Phật hướng đến Đức Phật A Di Đà, hướng đến thế giới cực lạc, thì cũng bao nhiêu con người giờ này đang ăn thịt xé thịt chúng sanh và đang ngồi suy nghĩ những điều tạo tội nghiệp chướng để kiếm tiền bạc vật chất. Còn chúng ta đang hướng đến Phật pháp, đang hướng đến sự giải thoát. Đây gọi là hội tụ nhân duyên phước báo và có lời hứa hẹn trong nhiều đời nhiều kiếp mới gặp nhau đây nghe quý vị. Đó, mình cảm nhận điều này đi. Khi mình cảm nhận điều này thì quý vị sẽ thấy mình hạnh phúc. Còn nếu như mình nói ồ sao mệt quá, sao mà đông quá, sao mà nóng quá, thì quý vị thấy nó nặng nề liền gì đâu, đúng không? Bây giờ thí dụ như bây giờ tự nhiên là chùa gọn ghẽ sạch sẽ mát mẻ thoải mái, bây giờ tự nhiên nếu mà vậy thì những đức đi tổ chức chi cho về đây đông dữ, thì những đức cực. Hiểu quý vị? Chỉ đúng á, từ bi. Học theo đạo Phật từ bi. À, từ là ban vui, bi là cứu khổ quý vị. Đó. Đó. Nên giờ này mà có những người ngồi ở ngoài hoặc là đang mệt, đang nằm cũng nghe pháp được. Tại vì hôm qua giờ họ mệt quá kệ, nếu mà rộng được thì họ nằm. Chứ đừng có nói là nằm nghe pháp thành con rắn. Giờ người ta mỏi mệt quá, giờ người ta cố gắng người ta ngồi thì được. Còn nếu người ta đuối quá mà bắt người ta ngồi người ta xỉu thì sao? Đúng không quý vị? Tu làm sao cho người ta có sức khỏe chứ. Thí dụ như bây giờ cái bà này bảo khỏe còn hơn cái gì nữa. Mà ông thầy giảng rồi bà xách cái ghế salon lại bà nằm bà nghiêu ngao chơi vậy đó, nhịp chân chơi vậy đó. Đó là cái quả báo của làm rắn. Tại bà thiếu sự cung kính nên làm rắn, đúng không? Còn cái bà này bà mệt quá chèn mệt, hôm qua giờ bà tu bà đuối te tu rồi. Đức Phật từ bi mà bây giờ không cho bà nghỉ ngơi, vậy thì còn gì gọi là từ bi quý vị, hiểu không? Đó, nên không nhìn xuống thấy tội nghiệp. Không, mà khi mình thấy thương người ta thì mình tha thứ hết trơn quý vị, không có thấy người ta cái gì sai. Thấy tội nghiệp người ta mình tha thứ hết. Mình nằm trên phòng mình nhìn người ta nằm lăn nằm lóc, mình thấy mình tội nghiệp. Người ta có la lối, người ta có làm cái gì mình cũng hồi tha thứ hết trơn. Tội nghiệp người ta. Quý vị nghĩ đi. Thật sự mà nói, nếu mà không thích nghe pháp, không thích tu thì không ai vô đây ngồi chứ, cho nó nóng. Nóng quá trời. Như vậy chứ có lãnh lương lãnh gì đâu. Mà còn đến chùa cúng dường vậy mà chen chút để chặt chội chi nóng nực, cũng là thích tu. Thích tu tạo phước duyên rồi ủng hộ thầy, từ nơi đó mà nhiệt tình hết mình. Nghe không? Hiểu là được rồi. Nghe không? Ở cái cuộc đời này á, một người một ý mà 10 người 10 ý, 100 người 100 ý. Không có ý ai giống ý ai chứ, chỉ có cực lạc mới giống nhau thôi. Ở đây thì khác nghe. Được không? Nên mình tu hành làm sao á, mà mấy cái người ta không hiểu mình, đó là sự nhắc nhở chứ đừng có buồn. Quý vị, buồn, buồn là xấu. Quý vị thấy không? Bây giờ ví dụ như gì đi, là còn coi được được. Còn gì?
Buồn là tiêu, quý vị có nhận không? Nó nói hồi nãy có anh đó, chụp hình với Nhân Đức, nói con với thầy giống hệt, xấu quá. Hai thầy trò mình chụp hình xấu nhất, nhưng con rất thích thầy vì thầy có duyên. Ông vớt lại một câu, vớt lại một câu quý vị. Tự nhiên gặp ta chê xấu quá trời chê luôn, tự nhiên thấy nó buồn nghe. Ông vớt lại câu có duyên, mình thấy được đó. Hiểu không? Nên á, chúng ta trong nghề sẽ dễ hiểu nhau hơn. Người khác nghề khó hiểu. Tại Như Đức chia sẻ Phật pháp quý vị, thường ngồi với quý vị nhiều á, rồi người Như Đức thì thường quan tâm chú ý nhiều quá, nên thấy những cái khó khăn của mỗi người chúng ta ở cái cuộc đời này tu hành, thông cảm nha nha. Có cái khó, đúng không? Ngồi ở đây mà tu nó cũng khó chứ không phải vậy. Nóng quá, phải kiên nhẫn lắm. Nên nếu mà nghe pháp mà nghe không vô, ngồi không được. Gặp mà lên đây mà gặp ông thầy ông ghen là chết mồ luôn. Chứ không phải giỡn đâu quý vị ơi, là quý vị. Nó nên ở ngoài kìa, ngồi ở ngoài kìa coi tivi. Đã là ở nhà coi tivi rồi, mà vô đây cũng tiếp tục coi tivi. Có gì mà không có cái đèn bông sen là buồn lắm á. Cái món quà đó mình mua được, nhưng mà món quà thầy tặng thấy vui. Nên hồi sáng á, những đức á, cho tặng hết luôn á. Tối đêm nay còn tặng thêm một cặp nữa. Bây giờ mở cái kho số 2. Kho số 1 là hết 30 ngàn cái đèn bông sen rồi. Mở kho số 2 luôn, vớt luôn quý vị. Lỡ à, không. Đến thế gian này sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị ơi. Những gì làm được chân thật cố gắng mà làm. Bây giờ cái tấm chân tình mà quý Phật tử người ta đến đây nằm nghiêng nằm ngã, chặt chội nóng nực, không có mền gối, cả đêm hôm nằm ngoài chờ, chỉ có cái miếng bạc chảy dưới đất. Quý vị nghĩ đi, quý vị nghĩ rằng đây là cái tấm chân tình nó cỡ nào cho quý vị. Mà người ta nghe những đức giảng người ta quý đó quý vị ơi. Nên có nhiều người ta chạy theo mà người ta thay cho con chụp bó hình, thay cho con chụp bó hình. Những đức cố gắng đứng đứng lại đó quý vị. Mỗi lần mà mấy chú con dẹt đường là những đức nói thôi đừng có dẹt, nó kỳ dữ lắm. Tội nghiệp người ta ở phương xa, thiệt là xa, người ta đi đến đây, mình cố gắng mình đưa cái mỏ ra chụp một cách. Tại vì cái mỏ mình nhọn quá quý vị, mình đưa ra thì dính cái mỏ. Nhưng quý vị nhớ nghe quý vị, Nhân Đức là ông thầy mỏ nhọn mà độc quyền nghe quý vị, chứ không phải giỡn đâu nghe. Quý vị coi cả cái nước Việt Nam nào có ông thầy nào mỏ nhọn bằng Nhân Đức không? Mà Nhân Đức đã mỏ nhọn rồi mà còn rộng nữa. Hiểu không? Nhờ miệng rộng đó. Nó nói đàn ông miệng rộng thì sang. Câu sao khỏi cần nói. Câu sao chúng ta nói tiếp nè. Đàn bà miệng rộng đi tu tối ngày. Hiểu không? Đó. Nên quý vị biết rằng là đó. Vậy là nó vui nhất quý vị. Nhớ nè, vui vậy nó hết nóng quý vị à. Nó nóng quá, quay giỡn đâu nghe. Những cái giảng đơn giản gì đó mà làm cho quý vị xóa tan nỗi buồn trong cõi lòng. Ai mà đang buồn tự nhiên hòa lên cười một cái, buồn mất tiêu. Buồn mất tiêu liền quý vị ơi. Bây giờ hiện tại giờ này là có những người đang ngồi ở một cái góc nào, vị trí nào, một căn phòng nào, một mình cầm chiếc điện thoại mà đang tù ti tú tí những đức. Không có giỡn đâu nghe quý vị. Cầm chiếc điện thoại á thì nghe những đức giảng nè, âm thầm mà nghe là tù ti tú tí. Đúng
Bởi vì ông chồng nói rằng: bà làm gì ạ? Làm gì mà ngồi đó cười hoài ạ? Thì bà nói: tôi đang tù tí với thầy. Thấy chưa? Không, dùng cái văn tự nó vui quý vị ơi. Bây giờ ví dụ như đang ngồi nghe thầy giảng thì nó bình thường quá đúng không? Mà tự nhiên mình dùng cái câu tù ti tú tí, nó thấy nó gần gũi, dễ thương thì sao đâu. Hiểu không? Đó. Vậy đó mà ta ngồi ta cười mình đó quý vị. Đang nói câu này là bao nhiêu người đang cười rồi đó. Không phải là ở đây không đâu mà bao nhiêu con người đang cười đó quý vị à. À. Mà xong họ nói một câu nè: hồi nãy tới giờ bực ông chồng, bực mấy đứa con, sáng mở mắt ra tùm lum chuyện trong gia đình, mệt mỏi ghê, vừa nghe một câu dễ thương ghê. Thấy không? Cười một cái là tự nhiên khỏe re quý vị à. Ngộ ghê. Thấy không? Quý vị biết rằng, quý vị biết vì sao năng lượng Nhân Đức nhiều không? Vì bởi Nhân Đức thấy tội nghiệp quý vị. Và cả đêm Nhân Đức không ngủ được vì thấy quý vị nằm bên ngoài không ngủ được quý vị ơi. Tự nhiên mình tội nghiệp người ta phải không? Tự nhiên mình thấy người ta nằm tội nghiệp, mình không ngủ được. Tại vì sao? Vì cùng nghe pháp, cùng tu, cùng hướng về cực lạc. Mà bây giờ những đứa không lẽ nhảy ra nằm. Nhảy ra nằm chứ bị đè thấy mồ. Không, không phải đè làm gì mà người ta thương quý vị. Đơn giản thôi, chụp hình mà tao còn nắm tay, nắm áo, nắm quần tao kéo. Hôm qua đang chụp hình, tự nhiên quá trời đông, phía sau có bà đó thọt tay ra phía trước. Bà khiều 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 mong bị làm đó. Rồi Nhật Đức quay qua, Nhật Đức nhìn bà, cái bà cười, Nhật Đức nói tùy hỷ. Thì thấy người ta trong lòng ta vui ghê không? Chứ mình nói vậy giờ nói tùy hỷ đại đi là xong rồi quý vị. Có gì đâu, thịt da đó mà. Hiểu không? Nếu như thịt và da mà chạm nhau mà tâm tư không phải thì xấu. Nhưng thịt da đụng với nhau mà không có ý gì mà thương quý bằng cái tâm giải thoát thì không có gì xấu quý vị. Nhưng mà nói vậy chứ nếu mà nhào ra mà nằm dám bị đè chết thiệt chứ không phải vậy. Nên là thôi, mình nằm trong mình không nè ngủ được nhưng mình niệm Phật. Mình niệm Phật mình cứ cầu Phật gia hộ, tuy đông người nhưng cầu Phật gia hộ cho chương trình lễ tới tối xong hoàn tất, ai cũng khỏe ổn định hết chứ. Đúng không? Và những đứa còn cái cầu nguyện đó là cầu Đức Phật A Di Đà gia hộ cho tất cả Phật tử á, nhà vệ sinh chặt gì cho họ đừng có mắc tiểu. Mình nói thật lòng với quý vị, tại nhà vệ sinh chặt quá, mắc tiểu quá, đi đâu? Nên Phật A Di Đà ngày gia hộ cho mình đừng có mắc tiểu bằng cách là nhờ những đức nói giùm quý vị ít uống nước một chút. Hiểu không? Mình ít uống nước một chút thì nó đỡ mắc tiểu, chứ Phật Bồ Tát nào gia hộ cho mình đỡ mắc tiểu. Mà mình cầu nguyện như vậy để mình có một cái chí mình nhớ. Để bữa nay mình nhắc quý Phật tử đã đông người thì đừng có uống nước nhiều thì đỡ mắc tiểu. Hiểu không quý vị? À, nên á, đây nó quan trọng lắm. Quý vị biết rằng mình về đây giống như là gặp nhau người trong gia đình. À, có nhiều Phật tử mà giống như chúng ta nhớ nhau, biết nhau, gặp nhau qua màn hình mà bây giờ trở về nhà tự nhiên trong lòng người ta vui. Quý vị biết rằng là dù là đêm hôm đó nghe, nằm ngủ không có gối, không có mền, nhưng mà đó cũng là một cái kỷ niệm đi về chùa đặc biệt. Không? Thức đêm mới biết đêm dài vậy. Mà thức một đêm ở trong chùa niệm Phật đúng là công đức vô lượng. Rõ ràng cơ hội tu phước duyên đúng không? Bây giờ Nhân Đức chia sẻ bọc khám gì mà bị quan hỷ, bị cười, vì cũng có duyên có phước rồi đó. Mà bao nhiêu con người cười gì là kết lại thành đại nụ cười. Mà đại nụ cười này nó xóa tan cho tất cả những sự buồn phiền trong cõi lòng. Chúng ta sống trong cuộc đời này thì giàu, nghèo, đẹp, xấu, lẫn lộn ở trong cái cõi đời này. Vì mỗi người, mỗi cái nghiệp khác nhau.
Nhưng mà cái phước duyên mà khi tạo rồi thì trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng cảm thấy mình sống mới có niềm vui. Vì sống mà không có niềm vui thì cuộc đời vô nghĩa lắm quý vị. Tại vì mình mỗi ngày mình cứ buồn, mình cứ âu sầu hoài, rồi mình than thân trách phận hoài. Vậy thì cuộc đời mình sống đâu có ý nghĩa gì đâu. Mà bây giờ mình sống mình có niềm vui. Dù là mình nghèo, mình bị bỏ rơi, mình bị giật của, mình gặp nhiều cái tai nạn gì, hoặc sanh một đứa con mà đứa con nó lại vắng số, nó đi trước mình. Thì bây giờ cuộc đời mình thấy mình lẻ loi, mình cô đơn, mình thấy mình không biết nương tựa vào đâu nữa. Nhưng quý vị yên tâm đi, trong cuộc đời này, con người khi đến với cõi này giống hệt như mặt trời mọc hướng đông, lặn về Tây, lặn về Tây xong sáng trở lại hướng đông. Con người đến với cõi đời này chết rồi đâu phải là hết. Chúng ta hãy tin, nếu như mình niệm Phật, mình về cực lạc thì nhất định mình sẽ gặp lại nhau đặc biệt lắm. Đúng không? Nên đừng bao giờ cho rằng cuộc đời tôi bất hạnh dữ lắm, tôi là người khổ nhất trong cái cuộc đời này. Không. Ai trong cuộc đời này cũng có cái khổ. Cái chiều hướng của khổ đau nhiều phương diện đưa đẩy đến, từ cái nhân tạo của mình mà quả đến với mình như vậy. Chứ không có ai mà trong cuộc đời này nói rằng tôi là người khổ nhất, tôi chán nản nhất. Hiện tại chúng ta lục căn còn đầy đủ, dù có khổ cỡ nào mình vẫn còn lục căn đầy đủ. Có những người người ta mù kìa mà người ta còn cục hai cái tay kìa, người ta còn cục hai cái chân, người ta ngồi người ta lết kìa. Không lẽ họ không có nụ cười sao? Như Tường Văn, mù mà còn cục hai cái tay mà vẫn hát để mà giúp cho người khác vui. Nên chúng ta đừng bao giờ cho rằng mình sống trong cuộc đời này mình là người khổ nhất. Hãy nhớ kỹ. Mà chúng ta hãy trân quý khi hiện tại chúng ta được gặp Phật Pháp và gặp nhiều bạn sen đang ngồi đây. Hạnh phúc nhất quý vị à. Bây giờ có một người giờ này cực kỳ giàu luôn mà họ đang ăn thịt uống rượu. Họ đang suy nghĩ những cái việc kiếm tiền không biết đủ. So với một người cực kỳ nghèo đang ngồi ở đây, họ làm sao bằng quý vị? Dù nhìn trước mắt quý vị khổ hơn họ, nhưng mà tương lai họ ra đi thì đọa tam đồ ác đạo. Còn tương lai quý vị được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Đúng không? Mình nghĩ như vậy tự nhiên trong lòng mình nó cảm thấy nó thoải mái quý vị ơi. Nên hồi nãy thì Đức gặp mấy anh chàng quay phim, những Đức nói tuổi trẻ phải sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Phải làm gì để ý nghĩa trong cuộc đời? Những Đức thường gặp tuổi trẻ là nói câu gì? Phải sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Đừng để một đời đi qua vô ích. Hãy vô chùa nhìn những người già trong chùa, nghĩ thấy tương lai mình cũng già. Rồi một ngày nào mình già mình có làm được như tuổi trẻ đâu. Nếu như tuổi trẻ chỉ biết kiếm tiền không sống có ý nghĩa, vậy thì chúng ta một đời đi qua cực kỳ vô nghĩa quý vị à. Đúng không? Mấy anh chàng quay phim tự nhiên cũng thấy quý mình thích. Tại vì vô thấy mình khi ăn cơm, ngồi ăn cơm chung đồ, anh em đồ, ăn bình thường. Những Đức kêu gót cho Đức ly nước coi. Mấy chú kiếm cái ly, những Đức nó lấy cái chén gót. Miệng uống được thì thôi, chén hay tô hay tộ gì cũng vớt hết chứ. Miệng có nước vô bụng là được rồi. Dễ nuôi quý vị. Thấy không? Mình mà dễ nuôi thì người ta nuôi mình cũng dễ. À, câu này hay nè. Mình dễ nuôi người ta nuôi mình cũng dễ. Hiểu không? Nhưng Đức nói thiệt quý vị, nội trong quý vị là người nữ. Người nữ nào cũng muốn có một người chồng dễ nuôi. Đúng quý vị. Chứ ai muốn khó nuôi bao giờ. Cho nó ăn cái gì nó cũng ăn, cho uống gì cũng uống. Ăn ít cũng được, ăn nhiều cũng được. Lăn ra xong nó ngủ khò khò thì thấy tự nhiên thương chồng, hay dễ nuôi, nói nó nghe dễ dạy, thấy thương cái ghê vậy đâu. Này, dễ nuôi đi, người ta nuôi mình dễ, bản thân mình sau này lỡ có trở ngại gì nhiều người phát tâm nuôi mình, tại tao thấy nuôi dễ. Còn nếu cầu kỳ khó khăn, sau này mình mà lỡ có chuyện gì xảy ra với mình, ai chịu nuôi mình? Vì nuôi mình chịu không có nổi vị ơi. Đòi hỏi quá à, đúng không? Đòi hỏi cao lắm đó. Nên á, mình tập dễ nuôi đi, mình là con Phật A Di Đà, hãy tập dễ nuôi, dễ dạy. Những Đức nói với vị là con Phật A Di Đà, tại vì sao? Vì kêu ngồi là ngồi, kêu đứng thì đứng.
Kêu nằm là nằm liền. Cái này là không phải đơn giản quý vị. Phải là con Phật A Di Đà mới ngoan đến mức gì, hiểu không? Đó. Nên á, các anh chị đồ về đây nhớ nghe, ai cũng là người tập dễ tính. Cái gì nói được thì nói không được thì đừng nên bắt lỗi phải chi cho nó mệt. Cái bắt lỗi không phải là thấy mệt rồi quý vị ơi. Thôi, chúng ta trong cuộc đời này bàn tay có ngón dài ngón ngắn quý vị ơi, bắt lỗi không phải mệt quá. Tu viết rồi khỏi lỗi phải, tin nhân quả. Cái nhân cái quả nó đến là lỗi phải gì? Đúng quý vị. Bây giờ đơn giản thôi, bây giờ quý vị ơi, lúc này là mình đang tỉnh nè. Tỉnh là đang nghe pháp mấy ngày nay giảng pháp rồi đó. Nó thanh tịnh cái tâm nó tỉnh. Chứ mai mốt mà lúc mà sân si mà ai mà bắt lỗi không phải là chữ chết một. Nên cái cõi này chúng ta nếu giác ngộ hoài thì mình thành Phật rồi. Nhưng mà ngặt có cái là mình quay lại. Mình ưa quay lại cái nghiệp cũ lắm quý vị. Thấy không? Mà bây giờ là đang tỉnh nè, ngon lắm. Tại vì tha thứ hết trơn. Nên bây giờ mà ví dụ như đi ngang ai mà nắm tay nắm chân gì, A Di Đà Phật quan hỷ hết. Nhưng mà lúc nào sân si đụng tôi một cái, bú 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 vậy. Bực bội quá trời bực bội. Ôi quý vị ơi, có những lúc bực bội. Mà đang mệt mỏi mà đang sân si cái gì đó, tâm lượng nó nhỏ lại nghe vị. Đụng vô, bú 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 đụng quá. Sân si thấy chưa? Cái lúc này dễ lắm nè. Không đi ngang nựng cái cũng không sao nữa. Tha thứ hết chứ, nhưng mà cái lúc sân si mà đụng tới là có chuyện. Chứ đâu phải giác ngộ hoài đâu quý vị. Đúng không? Nhưng quý vị nhớ nghe, những đức là những ngày lễ là lúc nào cũng dưỡng cái tâm trước thời gian. Tên chi? Vì lễ lọc đông người thì nhiều bản tích, nhiều tính tình về thì mình luôn luôn chuẩn bị hết. Chuẩn bị cái gì? Tha thứ hết. Cơ hội tu quốc duyên mà quý vị, mang tâm tha thứ hết trơn. Vì cơ hội là tập trung con người đông, mà Đức Phật nói trong kinh là nhân sinh thù nghiệp. Mà đông người thì chắc chắn là có nghiệp quan gia đến đây. Hôm qua mà đi ngang mà đây 100% luôn. Cái bà bà quý quá, bà chạy lên cầu không? Bà chạy lên tự nhiên bà chụp cái quần mình, bà tuột cái kéo quần trời. Mà mấy cái bộ đồ này mấy cô bả mai cái dây thun tuột luốt à. Chứ thường mấy cái quần mà như Đức Lại Quan Âm là dây thun nó chắc lắm quý vị. Tại vì bả cũng cố tình quý vị. Bả mừng quá bả chạy từ xa. Rồi ở đâu mình đi nhanh quá quý vị, bả chạy bả chụp cái quần. Cái bả vừa vịn được cái quần thì mình bước tới bả kéo quý vị. Mà nhờ có y nghe quý vị. Mà quý vị biết bả tuột tới đâu không? Tuột tới bắp đùi. Mà bà chụp được bà gịch hoài quý vị. Chụp được bà cứ gịch. Tại bà kêu mình lại. Mình đi thì bà gịch hoài. Mình nói mô Phật. Còn cái y bảo hiểm. Cuối cùng mình đứng lại, mình lùi lại hai bước, mình kéo lên. Nhân Đức quay qua, Nhân Đức nhìn bà, Nhân Đức nói tì hị. Đó, thấy chưa? Phải thấy. Bởi vì người ta đã chuẩn bị mấy ngày rồi mà, chuẩn bị mấy ngày là người ta khoan dung tha thứ mà, để ta tu tạo phước duyên trong những ngày lễ. Quý vị, đây gọi là cơ hội tu tạo phước duyên, thấy không? Đây là bài giảng mà tự quý vị nên xem lại mình đó nghe. Những đức nói, những đức đó, quý vị tự hãy coi lại mình đi. Quý vị hãy tập như những đức mấy ngày lễ về đây đi. Thật sự quý vị, mình là khách, mình tự tại lắm quý vị ơi. Quý vị tu xong rồi là quý vị lên xe là xong chuyện. Còn ở đây một bãi chiến trường nè. Quý vị khi nghĩ như vậy một cái là trong lòng quý vị hoan hỷ dữ lắm. Hiểu không? Cái bãi chiến trường này nó không đơn giản đâu. Niệm này phải giặt hết nè. Nó rồi xong mền gối này phải giặt chứ đâu thế nào đem vô kho. Xếp để trong đó đâu quý vị. Thì quý vị thấy không? Nghe như vậy đi rồi chúng ta sẽ tự nhiên chân quý. Mấy ngày mình mệt một chút, nhưng mà xong rồi chiều nay mình lên xe, mình sẽ thấy nó tự tại vô cùng vì xong trách nhiệm. Đúng không quý vị? Còn bao nhiêu con người ở đây phải còn trách nhiệm nè. Nhà bếp đồ đầy đồ đạc để mà dọn dẹp, đủ thứ chuyện, không đơn giản đâu.
ngay chùa hộ pháp mình mà bây giờ mấy chục ngàn người bị nghỉ, đơn giản không? Giờ này còn một số người không thể nào ngồi, có chỗ ngồi, họ phải lên khu này khu kia, họ nằm đại nằm cạn, đâu thế nào ra hết được. Quý vị coi cái hội chúng hồi sáng đông cỡ nào chưa, mà giờ này thì làm sao mà hai bên cánh gà này với bên khu tăng mà chứa hết được, không thể nào chứa hết được quý vị, chỉ có buổi tối mới chứa hết được thôi, nó chen chúc nhau, thấy không? Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình đó quý vị, mình khi mang cái tâm từ bi hỷ xả rồi đó nghe, thì quý vị sẽ thấy mình tha thứ dữ lắm, vui dữ lắm, mà vui là sanh duyên sanh phước quý vị. Thêm cái mình về chùa mình nghe thầy nói chương trình khiếm thị sắp tới rồi, mùng 9 tháng 12, bữa nay là 19 thì còn 20 ngày nữa là tới chương trình khiếm thị nữa quý vị ơi. Nên cơ hội cho mình tu phước tu duyên, ví dụ như mình ở xa không dự được chương trình đó, nhưng ngày nay mình đi đến đây dù là 1.000, 2.000 mình bỏ vô cái thùng tam bảo, con cùng chung tay với thầy, con ở xa con không đi đến đây được, con xin chung tay với thầy để mua máy nghe pháp đồ tặng cho người ta. Những đức chuẩn bị 7.000 cái máy nghe pháp. Một cái nó cũng 100,000+ đó quý vị. 7.000 cái chuẩn bị rồi đó, cho khiếm thị. Bỏ tất cả tiền xe cho họ, bỏ bao thư cho họ. Còn quý vị ai có điều kiện, như những đức nói anh chị ca sĩ đâu này kia, rủ nguyên cái dàn ca sĩ. Mà có khi những người ta không hiểu đâu quý vị à, ta không hiểu là cái việc làm thiện nguyện nó ý nghĩa gì đâu, mình hiểu mình mới làm. Thật sự quý vị, khi một hơi thở thở ra không hít vào thì chúng ta có cầm cái gì theo được đâu quý vị, cầm cái gì theo được đâu. Nên tất cả những vị trưởng đoàn á, có nhân viên rủ những chị em cộng tác lại góp gió thành bão, rồi ngày đó mình đổi ra mình lợi mình tặng tiền cho người ta. Còn Phật tử ngày nay về đây nghe nhà Đức nói gì thì quý vị đó, nó mấy cái thùng ngoài trước để chương trình làm khiếm thị đó, nuôi người già đó, phóng sanh đó, cái thùng đó đó bỏ vào cúng dường phụ thầy làm chương trình Phật sự. Đây là những đức chỉ để quý vị tu phước duyên, còn ai không có tùy hỷ, đúng không? Chứ những đức đâu kêu đem tiền đưa những đức đâu, nhưng mà những đức chỉ điểm quý vị. Phật pháp là gì? Phật pháp là giáo dục, mà giáo dục con người trong cái cuộc sống được tốt đẹp, mà dạy người ta để tu tạo phước duyên, để thay đổi số mệnh cuộc đời nữa. Chứ nếu như mà con người không có phước thì chúng ta sống trong cuộc đời này nó lang thang khổ dữ lắm quý vị. Nên á, năm xưa Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi á, mà được thầy Lý Bỉnh Nam dạy, thầy Lý Bỉnh Nam nói rằng ông thì thông minh nhưng thiếu phước, phải tu phước duyên. Bằng cách nào? Một đồng một cắt mà tu, đi đến chùa cái nơi nơi tu hành, làm nhiều phước duyên phước thiện, cùng tu tạo phước duyên với họ. Tại vì cái nơi hội chúng đông người là cơ hội tu phước duyên lớn nhất. Vị nhớ, một đồng cúng cái nơi chùa không có người, quý vị cúng một cắt ở nơi cái ngôi chùa đông người tu còn hơn 100.000 cúng ngôi chùa không có người, 100%. Nhưng Đức hỏi quý vị, đem một cái hạt giống mà trồng vào mảnh đất khô cằn, hạt giống này không đủ lực sống sẽ mất giống. Còn đem hạt giống mà trồng được ngay mảnh đất phù sa thì dù hạt giống này có yếu đi chăng nữa cũng nhờ mảnh đất phù sa mà thúc đẩy cho cái hạt giống này đâm chồi nảy lộc. Đúng quý vị, tu tạo phước duyên không phải là chúng ta còn lựa. Tam bảo là bình đẳng, nhưng tam bảo là do người lập ra. Quý vị suy nghĩ có đúng không? Phật đã nhập Niết Bàn, pháp để tại thế, tăng hoằng truyền,
con người lập ra tam bảo là vì sao? Vì chúng ta chưa làm Phật nên hình thành tam bảo do chúng ta. Nên mỗi một ngôi tam bảo đều có phương pháp khác nhau, cách dạy khác nhau. Phải rõ ràng không? Nếu như Phật lập ra thì có định hướng rõ ràng, có một chủ trụ rõ ràng, đúng không? Nhưng mà như vậy thì có thể gọi là pháp chết. Nên có người học Phật cần trí tuệ, nên trước ở ngoài cổng chùa có cái bảng để là duy tuệ thị nghiệp. Duy chỉ có trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của đời người. Nên mình hiểu được cái nền giáo dục của Phật Đà, chúng ta biết khéo léo lập ra một ngôi tam bảo, mà ngôi tam bảo này nó phù hợp thế gian pháp để độ chúng sanh ở thế gian thì quá hay quý vị. Bây giờ cái tâm nhận đức, bây giờ chương trình khiếm thị cũng là một phương pháp độ sanh, chương trình tổ chức lễ viết Đức Phật A Di Đà cũng là một phương pháp độ sanh, nổ bùm bùm cũng là cái cách độ sanh quý vị à. Thật sự quý vị, những đức mà không khéo nổ làm sao mà gom được con người gì quý vị. Người ta là ba nổ, còn mình là vạn nổ. Thấy không? Mà phải có trí tuệ mới nổ được nghe quý vị. Phật Pháp nếu không nổ thì làm sao phát triển Phật Pháp trong thời đại hiện đại này, đúng quý vị? Nên vì sao gọi là tu pháp thiền định thời đại này nó không phù hợp? Vì thiền định là ngồi im, mà trong cái thời đại cơm áo gạo tiền mà ngồi im thì không phù hợp. Ngồi im thì không phù hợp. Nên pháp môn tịnh độ này là pháp luyện thân phải động, luyện tâm phải định. Động trong con người đông người, động trong cơm áo gạo tiền, nhưng định ngay câu Phật hiệu. Hay không? Đó. Nên tu tạo phước duyên đó là cơ hội. Quý vị phải nhớ, quý vị có phước mới gặp được cái nơi có tu để cúng dường 100%. Có những người, người ta xây một ngôi chùa thiệt lớn mà chùa không tu luôn, ngôi chùa chỉ có 2-3 người mà cả muốn thuê người ta để quét chùa luôn, chùa không ai ở cả. Thì quý vị có xây lên ngôi chùa thiệt là to cũng là chờ cơ hội, chứ quý vị chưa thể nào đâm chồi nảy lọc ra qua và kết quả được. Bây giờ cái ngôi chùa mới của Hòa Thượng xây Đạo Tràng 3, quý vị coi, xây vừa xong trong vòng 1 năm thôi là đã 700 người ở đó tu. Quý vị dự chương trình, quý vị thấy rõ ràng đúng không? Từ Đại Tùng Lâm tới Hậu Pháp đều có thời gian, đều có thời gian. Vì thì cái người cúng dường đời của họ qua đi chưa ra qua kết quả, thì họ sanh đến quốc độ nào nó phát triển phước nhưng nhỏ hơn là hiện đời. Hiện đời mới thù thắng. Vì hiện đời là quý vị là người đủ duyên để làm cái việc mà kích thích là phát triển. Còn bây giờ quý vị đã chết queo rồi nó mới kích thích. Vậy thì quý vị cũng đi sanh đến quốc độ nào rồi. Nên cái việc mà hiện đời tạo ra cái mà hiện đời phù hợp, đây là cái duyên cực kỳ đặc biệt để cơ hội tu phước duyên. Thì nghe rất rõ ràng không? Đó, chỉ vị mà rất rõ ràng luôn. Đó, nên có những cái mà tạo ra mà rất lâu. Nên thí dụ như có những người, người ta tạo phước mà bao nhiêu đời mới sanh phước. Có những người, người ta tạo tội mà bao nhiêu đời mới sanh tội. Là vì sao? Vì lúc họ tạo tội mà bao nhiêu đời mới sanh tội, là vì cái phước họ quá dày, họ phải xài sạch phước rồi tội mới phát triển. Có những người tạo phước mà bao nhiêu đời mới sanh phước, là vì sao? Tội quá nặng, che đậy chặn lại cái phước không phát triển đến. Còn có những người tạo tội mà bao nhiêu đời mới sanh tội, là vì phước quá dày nó chặn lại. Nên từ nơi đó mà bây giờ quý vị tạo phước duyên, nơi có phước duyên thì nó sanh phước duyên tức khắc, tức thời. Thấy không? Giống Iran như quý vị đưa tiền cái người giàu cho họ mượn, thì họ mượn quý vị muốn lấy giờ nào cũng được. Còn quý vị đưa tiền cho người cực kỳ nghèo thì không biết chừng nào họ trả. Rõ ràng không? Đó. Nên cái nơi mà làm lợi ích cho chúng sanh như vậy, niệm niệm vì chúng sanh, chúng ta đã nhiệt tình làm việc vì chúng sanh thì chúng ta khỏi cần phải lo. Những đức cũng không sợ gì cả. Vì sao? Vì nhiệt tình tu phước vì chúng sanh mà. Có bao nhiêu tiền, càng có tiền những đức càng làm việc lợi ích cho chúng sanh. Mà cái đầu những đức lại nghĩ được nhiều chuyện
làm việc cho chúng sanh. Mà mỗi lần như Đức làm, quý vị thấy toàn là thành công. Thấy không? Thì thấy còi còi khung khung quá trợn. Mà cái lễ với Di Đà này quý vị dễ bị coi lại đi rồi quý vị sẽ thấy. Lễ này quá dữ dằn luôn đó quý vị ơi. Đây là cái lễ mà thật sự phát triển tịnh độ luôn. Phát triển tịnh độ luôn quý vị. Nhưng Đức nói 100% cái người mà tu pháp môn tịnh độ hiện đời ở cái cõi này, khi quý vị thấy một người mà thật sự hoàn truyền tịnh độ, đem tịnh độ nổ bùm bùm lên, quý vị sẽ mừng vô cùng. Tại vì mình là người niệm Phật, mình thấy rõ ràng rồi, pháp môn tịnh độ này lợi ích chúng sanh, cứu độ chúng sanh. Chúng sanh khổ đau nhờ câu Phật hiệu này mà giải thoát được. Bây giờ mà nếu mà có người mà hoàn truyền mạnh như vậy, thật sự mà nói chúng ta mừng không tưởng tượng được. Đúng không? Nên những đức á, cứ thỉnh hòa thượng, hòa thượng xây thêm chùa cho người già được ở. Vì xây chùa là nằm trong cái phạm vi quản lý của người xuất gia. Mà gặp mình là tuổi trẻ đương thờ, duyên những đức thù thắng tuổi trẻ đương thờ, nhiều mặt thành công. Xây bệnh viện thì cũng lợi ích cho chúng sanh, nhưng không phải phạm vi của mình quản lý. Được nhớ. Mà có khi bệnh viện thì quý vị phải đạt đến cái trình độ là các khoa làm sao cho phải cao cấp. Chứ nếu không mà lỡ mà đẩy đi chỗ khác, lỡ đi chỉ chỗ khác không, bệnh một chút đem lỡ thì cũng kêu thôi đi xuống dưới tỉnh đi, tỉnh xong chuyển về thành phố đi, thì thôi người ta đã có hết rồi. Nhưng mà cái ngôi chùa mà nuôi người già niệm Phật, chạm tiếp dẫn cho chúng sanh về cực lạc, thì đây là nằm trong phạm vi chúng ta, nằm trong phạm vi người xuất gia quản lý quý vị. Mà đương thờ những đức lại là mới 40+ tuổi, chắc nó cũng chưa chết đâu. Cơ hội mà quý vị. Nên những đức ngồi suy nghĩ rất là kỹ để mà gọi là khuyến thỉnh hòa thượng xây chùa. Xây một cái chánh điện nó phải bự gấp 2,5 lần cái chánh điện đạo tràng 3. Chánh điện phải bự như vậy đó. Lỡ làm rồi, làm việc cho Phật Di Đà mà yên tâm quý vị ơi. Làm việc cho Phật Di Đà mà chân thật là 100% niệm niệm vì chúng sanh. Làm là niệm niệm vì chúng sanh 100% làm thật. Quý vị thấy người ta cũng khắp nơi nơi người ta cúng dường những đức, quý vị thấy những đức trả lời sạch nhất, quý vị thấy không? Ngay ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà tặng cho quý vị ngọn đèn thắp trên bàn thờ ông bà và bàn thờ Phật. Mỗi lần nhìn ngọn đèn hãy tự soi sáng cái tâm mình, suy nghĩ rằng ta phải dùng trí để hành sự trong cuộc đời. Đời đời kiếp kiếp dụng tình đi hành sự, khổ đau triền miên không dứt. Bây giờ thầy tặng mình ngọn đèn, ý thầy khuyên mình, khổ đau của bao nhiêu năm nay là vì tối tâm u mê. Bây giờ nhờ ngọn đèn này đi nhắc nhở mình, hôm nay nên tin sâu nhân quả để cỡ mở những cái chướng nạn ở trong tâm mà không thoát được đó ra. Phải nhờ Phật Pháp, trí tuệ ánh sáng của Phật Pháp mà giải tỏa sự u mê đó quý vị à. Hiểu không? Tặng vì ngọn đèn cực kỳ ý nghĩa luôn. Mà ngay ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà, bao nhiêu người phát nguyện cầu sanh cực lạc. Từ nơi đó mà bây giờ tương lai mà giảng sanh qua sen đưa mình về cực lạc, mà mình ở trong thai hoa mà tặng vị bông sen ngay ngày lễ viếng Đức Phật A Di Đà. Mà bông sen này không phải là ngọn đèn rồi ngày mai nó tàn nó tắt, mà bông sen này có thể để lâu, nhưng về nhớ lấy 2 cục pin ra rồi kim điện thì rất lâu dài. Nghe không? Có chừng quên nghe, rồi để pin trong đây nó lâu rồi nó chảy nó hư á. Lấy pin ra ghim điện trực diện để cho bàn thờ thì niệm hoài nó cũng không hư nữa. Còn chừng nào hư thì thôi. Ở cõi này cái thân chúng ta mà còn chết còn chi cái đèn không hư. Nhưng mà nó bền, thấy không? Nó có thời gian lâu. Đèn không sen thì nó lâu quý vị. Bền lắm. Nó nên á, bữa nay mấy anh chị ca sĩ đến nghe chịu khó nóng nực chút nghe quý vị. Có cái ghế sắp cho mấy anh chị ngồi. Đông quá quý vị ơi. Chịu khó nóng nực chút. Phật tử ngồi ở đây còn nóng dữ lắm á. Nên à, chùa mình cái duyên quý vị. Bây giờ các anh chị ca sĩ đến hát
những cái chương trình của chùa. Đây cũng là một cái tâm mà gọi là phát triển Phật Pháp, cùng chung tay phát triển Phật Pháp. À, cùng chung tay phát triển Phật Pháp. Vì mấy anh chị ca sĩ mà hát những bài hát nhạc đạo về nhân quả, vì hiếu với cha mẹ, thì các anh chị ca sĩ cũng là một vai trò để truyền tải những cái văn tự lời dạy của Phật đến với từng người. Nên tại sao người ta nói bài hát bất hủ? Bất hủ là gì? Là những cái văn tự nó mang tính chất của tình thương, mến thương, nó bất hủ. Còn những bài nhạc mà sập sinh thì những bài nhạc này nó qua đi rất là mau quý vị à. Nhưng những bài nhạc mà nó mang tính chất về nhân quả đạo đức thì gọi là những bài nhạc bất hủ, để lại cho nhân loại. Nhớ. Nên quý vị nghe như vậy rồi, phải rõ ràng không? Cái cơ hội đi về chùa đây là cơ hội tu phước duyên, phải không quý vị? Rõ ràng luôn. Gặp người ta bố thí cúng dường cũng mang tâm tùy hỷ nữa. Những đức nói bây giờ mình về chùa mình không có tiền cúng dường gì anh, đứng ngay chăn cái chỗ, cái thùng tam bảo, cứ đứng nó hoài. Người ta lỡ cúng dường nói chị yên tâm em có ý gì chứ, thầy dạy em có tiền cúng dường chị, em đứng ngay này tùy hỷ gì đó được không? Mỗi lần ai cúng dường cái là em A-di-đà-phật, em A-di-đà-phật. Chị cúng dường tài thí, em cúng dường pháp thí được không? Quá thù thắng quý vị. Đó. Nên anh Châu á, ảnh á, sắp xếp mấy cái máy chiếu hay. Bây giờ á, mình đang ngồi đây mà mấy cái máy chiếu bên ngoài bật lên hết trơn. Bây giờ ngoài sân ta đang đứng kìa, tuốt ngoài cổng chùa ta đang ngồi ngoài kìa, không biết người ta nghe được cái gì hết. Coi hình trơn gì sao, hiểu không? Đó, thì coi á. Bây giờ chùa mình chỗ nào cũng có người ta. Đúng là người ta nhiều hơn đất. Chùa mình giờ người ta nhiều hơn đất quý vị, hiểu không? Nên nơi nào cũng bật máy chiếu lên đi, người ta sẽ coi được. Âm thanh phát ra mấy bông bí rồi phóng tá lả âm binh, ở đâu cũng nghe được, thấy không? Nó, tại vì sao người ta nheo nhóc hết chứ. Hồi sáng mấy vị xuống nhà ăn đồ với mấy cái chỗ phát cơm chắc dữ lắm mấy vị, đông không? Quá chàng luôn. Mấy chục ngàn người, kinh quá. Những đứa cũng không ngờ luôn. Rồi quý vị coi, chiều nay và tối nay sẽ đông thêm nữa. Nhưng quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng quá đông thôi mình đi về. Ha ha. Quý vị thất bại liền. Thất bại. Trong khi người ta về thiệt là đông thì mình tu phước tu duyên với bao nhiêu con người. Vị nhớ, dù bao nhiêu con người đông đi chăng nữa nhưng mà cũng quy hướng về Đức Phật A Di Đà. Quý vị biết rằng A Di Đà Phật là một nguồn năng lượng cao nhất, con người có thể bu xung quanh A Di Đà Phật để tích tụ năng lượng. Giống như bây giờ Nhân Đức là người truyền lửa cho quý vị. Những đức càng truyền lửa thì những đức càng có lửa, chứ làm gì những đức hết lửa. Phật đã dạy mà càng bố thí thì càng nhiều. Làm gì có cái chuyện truyền lửa cho người ta mà mình hết lửa. Bây giờ những đức nói anh chị ca sĩ mà siêng hát, càng hát nó càng hát hay, chứ không phải nó hát dở đâu quý vị à. Ta nói hát hay không bằng hay hát. Mình đã là có cái nghề ca sĩ, mình đi đến cái nơi viện dưỡng lão, nuôi trẻ em mồ côi, mình lỡ mình hát cho họ nghe, hát không, mình hát mình nhảy múa tá lả âm binh để làm chi? Cho người già người ta buồn người ta đừng buồn nữa, cho trẻ em cô đơn đừng cô đơn nữa. Mình đem cái tình thương mình đang có, mình chia sẻ cho người già viện dưỡng lão, mình chia sẻ cho trẻ em mồ côi. Chúng ta không có con, hai vợ chồng không có con,
Tại sao chúng ta không vô trong cái nơi trẻ mồ côi để chúng ta xem nó là con của mình? Mà mình cứ ngồi đó mình buồn hoài với số phận mình là không có con, trong khi bao nhiêu con người đang thiếu tình mẹ cha, mà chúng ta lại thiếu tình con cái. Tại sao chúng ta không bù đắp cái tình mẹ cha, đắp vào đứa con thiếu tình cha mẹ? Sao ông đắp vô để kết hợp quý vị? Nếu như quý vị có tâm đó thì tức khắc quý vị có con liền à. Nhưng mà quý vị cứ rầu rĩ, cứ than than trách phận, trời ơi gia đình khá giả, hai vợ chồng còn trẻ mà cứ là mong có con mà không có, đi cầu đầu này đi cầu đầu nọ, đi cách này cách kia mà giảng là không có con. Quý vị cứ buồn hoài chi vậy? Càng buồn thì nó lại càng không có con. Nhưng mà quý vị đi đem cái tình thương quý vị á, quý vị đến trẻ mồ côi, quý vị cho các cháu được có cái tình thương, ẵm một cháu nhỏ mồ côi. Cái cháu nhỏ mồ côi nó mừng khi người ta ẵm nó lắm quý vị ơi. Vì ẵm nó, vì nựng nó một cái, đó là tình thương quý vị dành cho cháu. Cái tình thương này nó nhiều quá, nó quy tụ lại. Tuy là số mạng quý vị không có con, nhưng tự nhiên nó sẽ có con. Mình từ khi còn nhỏ mình xa cha mẹ mình sớm. Mình xa cha mẹ mình sớm. Mình cứ than than trách phận là số phận của mình không còn cha mẹ. Tại sao chúng ta không mang cái tình cảm cho mình cần cha mẹ để đến tìm những người cha mẹ cần con? Sao không làm điều này quý vị? Trong cuộc đời này nó đâu có thiếu tình cảm khi quý vị đem đưa cho người ta. Tại vì quý vị thiếu là do gì? Quý vị không biết đem tình thương chia cho người ta, nên quý vị thiếu tình thương. Cũng như bản thân những đức cha mẹ chết hết rồi, bây giờ những đức nuôi bao nhiêu bà cụ già, những đức đâu có thiếu tình thương của cha mẹ quý vị. Bây giờ những đức đi tu, những đức được bao nhiêu vị Phật tử thương yêu, những đức đâu có thiếu tình thương của con người đến với con người đâu quý vị. Đúng không? Bây giờ nếu như những đứa có giàu thiệt giàu, danh tiếng lẫy lừng ở ngoài đời, có một chục con vợ đẹp, bây giờ cũng không bằng cái tình thương ở nơi này nữa quý vị à. Đúng không quý vị? Bây giờ mình có 10 người vợ đẹp nhưng mình sẽ sợ vợ mình nó bỏ mình. Nhưng mà bây giờ mình đi vào trong đạo tu, bao nhiêu con người đến với nhau rất là vui vẻ, nhưng xong rồi chuyện ai nấy lo, khỏe re. Đặc biệt không? Đó. Nên cái cách chia sẻ Phật Pháp của những đức là nhờ xuyên giảng. Xuyên giảng nó thành lão luyện giảng. Chứ nếu như những đức không xuyên giảng thì lên nó cứ ngắt cái miệng sao vậy? Rung. Rung quý vị. Thí dụ như giờ những đức đi đến một cái nơi chùa nào lạ lạ, những đức giảng Phật Pháp đi, đi lỡ đó đi, lỡ như đức rung, thì những đức bước lên cái những đức nói: thầy bữa nay là ở đây sao thầy rung quý vị ơi? Hồi đó giờ thầy giảng nhiều nơi lắm mà sao nay thầy rung ở đây dữ à? Chắc là quý Phật tử ở đây là cái lực tu mạnh đó nghe. Đúng không? Tự nhiên người ta vỗ tay là mình tán thán người ta sẽ quý mình. Tự nhiên người ta vừa quý mình thì cái tình cảm người ta dành lại tâm mình và tâm người ta, nó hòa cùng như là nước với sữa. Mà không có bị tách ra quý vị, không bị tách ra. Nên mình an tâm rồi mình lên mình tự nhiên mình giảng ào ào vậy đó. Tại mình quá tự nhiên. Nên thầy hôm nay thầy rung lắm nghe quý Phật tử. Lỡ thầy giảng cái gì có sai, thông cảm cho thầy nghe không? Thầy thấy không? Cái tình thương đó người ta dành cho mình giảng người ta sẽ thấy an tình. Một anh chị ca sĩ đi đến một cái nơi mà quá đông, mà cái người toàn là người tu, mình thường hát sân khấu, hoặc là toàn là người ta ngoài đời, hình ảnh nó nhìn quen. Còn mình hát chùa chiền thì từ khi mình quen chùa đó nghe. Chứ như Đức nói vị hát chùa mà chùa khác, mà gặp chùa đông vậy bị lên thì cũng hốt. Với quý vị không có hiểu được là ở cái ngôi chùa này họ đang tu cái gì. Nên khi quý vị muốn hát một cái ngôi chùa nào mà đạt tiêu chuẩn thì làm sao? Giống như ông thầy giảng pháp, ông phải biết được là chùa đã tu môn gì, ông đến ông giảng phù hợp cái môn đó. Đúng không? Giờ mà đi lỡ ngôi chùa người ta tu thiền mà lỡ tán tán tịnh độ, chắc một chút chắc nó liện cùi bắp quá. Tại người ta tu thiền mà, mình phải tán thán thiền tông vì người ta tu thiền quý vị. Còn mình đi đến cái nơi mà gọi là người ta học giáo thì mình phải tán thán cái việc học giáo, có người học giáo,
mới đem giáo dục để mà truyền tải cho nhân sinh. À. Còn mình đi đến cái ngôi chùa người ta chuyên niệm Phật mà mình đi tán thán thiền tông, không phù hợp. Tuy là pháp đều là pháp của Phật nhưng nó không được đụng. Được quyền tán thán cái môn mình tu nhưng không được quyền chê bai cái môn khác. À, rất là rõ ràng. Nên mỗi một người chúng ta sống trong cuộc đời này, ai cũng phát triển năng lực sống và làm việc. Nên gọi là ngoài đời là nhiều công ty gọi là cạnh tranh nhưng đừng đấu tranh. Nó rõ ra bây giờ cả tu hành mà chùa chiền cũng cạnh tranh. Có không quý vị? Nếu không có thì sao Phật nói? Đức Phật nói rằng là đấu tranh kiên cố, xây dựng kiên cố. Nhìn nơi chùa người ta xây to, mình cũng muốn xây to. Mà mình quên mất tiêu cái phước mình có to như vậy không mà xây to. Cái này mới là cái chết. Hiểu chưa? Nó đừng có nói là người đời đấu tranh cạnh tranh, mà cả người tu hành cũng có sự cạnh tranh và đấu tranh đó quý vị. Đúng không? Nên Phật có nói là đấu tranh kiên cố. Sự kiên cố này, cái chữ kiên cố này là Phật nói đời đời kiếp kiếp do gì đấu tranh mà không ra khỏi lục đạo luân hồi này nè. À, quý vị bây giờ chỗ ngồi gì thôi nữa cũng phải cạnh tranh nữa nè. Bây giờ 3 ngày xuyên suốt quý vị vẫn ngồi được một cái chỗ gì là quý vị phải nỗ lực cạnh tranh, đúng không? Nhưng không được quyền đấu tranh. Đấu tranh là đánh với nhau để giành chỗ, không được làm chỗ này. Chúng ta được quyền gây dựng cái chỗ của chúng ta, nhưng chúng ta không được xô đẩy người khác ra khỏi cái chỗ của chúng ta, đúng không quý vị? Đó. Không Phật pháp gì thì thấy nó hiện đại hơn quý vị. Hiện đại phải không? Ừ, hiện đại. Chúng ta phải chấp nhận nó thôi. Chứ chúng ta không thể nào mà nói mình là người tu cái gì cũng ngon hết. Mình nói cái gì cũng tốt hết trơn, lỡ người ta nhìn thấy cái xấu của mình, ta chê mình thêm. Mình cũng có nói cái mình xấu, mà mình cũng có cái tốt nằm trong đó. À, quan trọng. Đó. Nên mỗi một anh chị mà ca sĩ mà đi đến chùa mình hát, toàn là những người ít gì người ta cũng biết Phật pháp. Biết Phật pháp. Chứ nếu như không biết Phật pháp mà lên đây mà người ta hip hop đó, nhảy hip hop đi thì chịu thua. Quý vị nghĩ đi, bây giờ trước Phật Bồ Tát, trước Phật tử tu hành bằng áo lam mà đứng ở đây mà mình nhảy tưng 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 thì còn coi ra gì đâu quý vị, đúng không quý vị? Ví dụ như bây giờ cái lớp trẻ nó cũng thích những bài hát sống động, nhưng mà mình hát tại vì mình có một cái cuộc sống của mình nên mình cũng phải hát những bài hát sống động. Nhưng mà nó nằm vào một cái vị trí nào phù hợp. Chứ bây giờ ngay cái chánh điện, ngay trước Phật tử, người ta bận một bộ đồ ngoài đời, bận áo dây đi ngoài đường long ngông. Ở đây đã bận một bộ đồ dài mà còn phát lên chiếc áo lam dài là để làm chi? Là để cung kính Phật. Thấy không? Nên ngồi ở dưới gọi là gì? Là Phật tử. Phật tử là đệ tử của Phật đó. Hiểu không? Ông á, mày hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.